Cho các bạn, đây là Yamaha Grande 2022 và nó thuộc cái phân khúc xe cao cấp của Yamaha. Nó có cái mức giá khoảng chừng 45 triệu. Mình biết cái xe này qua cái bài test xăng của anh em xe tinh tế và nó đi được 70 cây số trên 1 lít xăng, một con số rất là ấn tượng. Để làm được điều đó thì Yamaha đã trang bị cho nó một cái động cơ hybrid để giúp cho xăng tiết kiệm hơn. Mình sẽ giải thích kỹ hơn về cái động cơ hybrid sau. Đây là phiên bản 2022. Yamaha nói là nó có thể tiết kiệm được hơn những cái phiên bản trước nữa. Chúng ta sẽ chia sẻ về nó sau về cái chuyện tiết kiệm. Mình thấy đây là một chiếc xe nhỏ, gọn, nhẹ và có kiểu dáng rất là thời trang. Cốp cũng rộng và cái phần để chân trước cũng rất là thoải mái. Thì mình đã mượn chiếc xe này về để cho vợ mình đi vài ngày. Đồng thời mình cũng đi thử cùng xem là nhu cầu hay là cái phản ứng hay cái ý kiến của vợ mình sẽ như thế nào. Tại vì lâu rồi vợ mình cũng đi xe máy, vợ mình đi xe hơi. Do đó là để chuyển sang một cái xe này thì sẽ ý kiến sẽ như thế nào. Mình thấy chiếc xe này nó nhẹ, nó gọn và nó có một cái thiết kế khá là đẹp, thời trang. Đồng thời thì nó có một cái cốp rất rộng cũng như là một cái khu vực để chân rất thoải mái. Thì mình nghĩ chiếc xe này sẽ phù hợp với lại chị em phụ nữ, những cái người mà muốn có một cái cốp lớn để đồ, muốn có một không gian phía trước rộng để mà lúc mặc quần jean, lúc mặc váy gì đó cũng thoải mái. Và nó gọn, nó nhẹ để người ta thao tác với cái xe dễ dàng hơn. Thì đó là lý do vì sao mình mượn chiếc xe này về, mình với vợ mình đi thử nó để xem là ý kiến của một cái người như mình và vợ mình nó sẽ như thế nào. Rồi, xin mời anh em. Trước tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế cũng như là những cái trang bị mà Yamaha Grande 2022 có ha. Thì em thấy rằng là Grande 2022 có một thiết kế rất là thời trang. Ví dụ như là cái bản mình đang có ở đây mà anh em thấy trên phim á, nó rất là đẹp. Màu mờ, rồi những phần tay hay là phần yên nó được làm màu giống như màu nâu da và nó đồng màu với nhau. Phần còn lại thì là màu đen. Nó rất là đồng màu nguyên một cái xe ha, không có chia cắt nhiều, không có những cái mảng màu khác nhau và không có những cái chi tiết li ti. Và như vậy nó làm cho cái xe nhìn nó liền lạc hơn và đẹp hơn. Theo như mình thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều xe máy nhưng mà có một cái xe thiết kế đều màu và đẹp như đồ Grande như vậy thì không có nhiều. Cơ bản là như vậy. Thì mình thấy nó là một chiếc xe đẹp. Về đèn thì Grande được trang bị những hệ thống đèn LED rất hiện đại ha. Trước tiên chúng ta sẽ có một cái đèn daylight ở đây, nhìn rất là đẹp, rất là lạ. Rồi logo Yamaha ở đây, hai bên là hai cái đèn xi nhan. Và chúng ta sẽ có đèn cốt, đèn pha ở phía trước như vậy. Và phía sau đèn đuôi cũng rất là đơn giản, rất là đẹp. Tất cả những yếu tố ở trên Grande nó đều rất là đậm đà và rất là chắc chắn, đẹp theo cái kiểu xịn chứ không phải là trẻ nhỏ ra. Với cái phần hiển thị thông tin lái thì anh em thấy rằng là Grande sẽ trang bị ba cái chỗ để hiển thị thông tin ha. Chúng ta sẽ có một màn hình nhỏ dưới đây, sẽ thấy được giờ, sẽ thấy được xăng, sẽ thấy được pin này nọ. Ở trên này thì hiển thị về tốc độ, xe, app. Và trên này nó có những cái đèn tín hiệu, tức là nguyên một cái khu vực hiển thị thông tin lái xe hay những vấn đề liên quan tới xe nằm trọn vẹn ở trong khu vực này. Và được thiết kế rất là đơn giản, gọn gàng, rất là đẹp. Thì mình cũng thích cái thiết kế này của nó. Anh em còn có thể kết nối cái xe Grande này với cái app của Yamaha để coi được thêm thông tin hơn từ cái xe, hiểu hơn về cái xe và cách vận hành xe để anh em đi xe cho nó hiệu quả hơn, cho nó tốt hơn. Về cái khu vực để đồ thì Grande sẽ có hai chỗ anh em có thể để ha. Thứ nhất là có một cái cốp ở phía trước ngay đây. Thì ở đây anh em có thể để những cái gì nhanh ha, như là ví, điện thoại, chìa khóa xe hay là cái gì đó mà anh em muốn để nhanh lấy nhanh thì em để đây. Cái cốp chính tức là cái cốp dưới yên thì nó có dung tích tới 27 lít. Và anh em thấy rằng là nó rất là lớn, có thể để được hai cái nón bảo hiểm và cái tiết bình thường, để được máy tính xách tay, để được ba lô, để được máy ảnh, để được điện thoại, tablet hay rất là nhiều thứ, áo khoác, áo mưa gì đó để vào đây. Mình thấy đó là một cái cốp rất là lớn. Yamaha trang bị một cổng sạc tẩu xe hơi ở đây ha. Và anh em có thể mua một cái củ sạc giống như là mình có ở đây, cắm vào và sạc cho thiết bị của anh em. Ví dụ như anh em cần sạc cho điện thoại hay là cho cái gì đó cắm vào đây thì được. Anh em thấy rằng là mình là cao 1m64, mình đi đôi giày Hoka này sẽ cao thêm khoảng chừng 2 phân nữa thì mình thoải mái khi mà ngồi cái xe này. Mình nghĩ là cao hơn xíu thì mình vẫn ngồi được. Như vậy là cái xe này nó phù hợp với hầu hết những cái người kích thước bình thường ở Việt Nam ha. Và mình thích nó bởi vì khi mình ngồi như vậy nè, nó khá là đơn giản ha. Từ cái tay mình cho đến cái lưng của mình nó ngồi đều thoải mái như vậy. Vợ mình cao 1m58, đi giày vô nó khoảng chừng 1m60-61 gì đó thì mình thấy là vợ mình thao tác với cái xe, vợ mình đi thử với cái xe thì cũng rất là thoải mái, rất là đơn giản. Ngoài cái chuyện tư thế ngồi thoải mái và đơn giản ra thì cái xe nó nhẹ và nó gọn, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta những người đi xe thao tác dễ dàng hơn. Ví dụ như chiếc xe này nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt là mình đang đi cái xe
Vespa GTS 300 HPE rất là nặng, do đó là khi mình chuyển sang cái xe này thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Chiếc xe này nó chỉ có 101kg thôi. Về vận hành thì từ trước đến giờ mình rất là thích khả năng mạnh mẽ khi đề ba cũng như khi chạy của xe Yamaha nói chung. Và khi mình thử chiếc Grande này thì mình vẫn cảm nhận được cái mạnh mẽ đó. Yamaha có một giải pháp rất là hay là họ trang bị một cái động cơ điện dùng pin của cái bình ắc quy, để trong 3 cái giây đầu tiên mà khi anh em tăng tốc lên á, thì nó sẽ hỗ trợ cái xe của anh em. Một là cho nó mạnh hơn, hai là cho nó tiết kiệm xăng, bởi vì khúc đó là cái khúc mà cần nhiều xăng nhất, đốt nhiều xăng nhất. Anh em biết rằng là cái bình ắc quy trong cái xe này nó luôn luôn được nạp, do nó luôn luôn đầy. Và nếu chúng ta không xài nó sẽ uổng. Thì mình thấy cái giải pháp này của Yamaha là một cái giải pháp hay. Chúng ta sẽ tận dụng được cái điện ở trong bình ắc quy để giúp cho cái xe tăng tốc, để giúp cho cái xe nó tiết kiệm pin hơn. Đó là một giải pháp hay. Thì Yamaha gọi cái động cơ ở trên chiếc Grande này là Blue Core Hybrid. Thì những cái trải nghiệm thực tế mình thấy được là gì? Một, khi mà mình rồ ga để mình vượt lên á, thì cái xe nó không gầm quá mức như những cái xe khác mình chạy. Thì mình thấy rằng là cũng rất là dễ hiểu được lý do vì sao nó không gầm ha, bởi vì nó đã có cái động cơ điện hỗ trợ cho nó rồi, do đó là nó không nhất thiết là phải đốt rất là nhiều xăng, nó không nhất thiết phải gầm lên để mà đẩy cái xe lên. Và cũng nhờ lý do đó mà kể cả anh em chở hai người, anh em tăng tốc thì nó cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng. Và khi một cái xe nó có một cái động cơ mạnh hỗ trợ tăng tốc mạnh, rồi nó có một hệ thống ABS tốt, thì như vậy anh em đi trong phố anh em sẽ luôn luôn cảm thấy an toàn, luôn luôn cảm thấy linh hoạt ha. Lúc nào chúng ta muốn lên thì nó lên, lúc nào chúng ta muốn thắng thì sẽ thắng lại. Thì cái chuyện ABS cũng là một cái giúp cho cái xe này nó trở nên tốt hơn khi anh em vận chuyển trong phố. Vậy kết lại, mình sẽ tổng hợp ý kiến của mình cũng như là vợ mình cho cái trải nghiệm thực tế và cái kỹ thuật ở trên cái xe này. Trước tiên là về thời trang thì cả mình và vợ mình đều chia sẻ quan điểm là cái xe này nó có một thiết kế đẹp, đậm đà và đơn giản, và nó sẽ bền với thời gian ở kiểu dáng này. Và thứ hai vợ mình thích là khi tăng tốc nó không có ồn ào, nó rất là êm ái. Và dĩ nhiên vợ mình cũng thích cái cốp lớn. Còn cá nhân mình thì mình thích cái chuyện ABS giúp xe thắng tốt hơn, cũng như là mình thích tăng tốc rất là nhanh để đi nhanh ở trong phố, thì cái xe này đáp ứng được cái chuyện đó. Như vậy anh em thấy rằng là cái xe này nó có một cái kiểu dáng đẹp, khả năng tăng tốc tốt, thắng tốt, cốp rộng, và có tiện ích như là kết nối với smartphone để biết được thông tin xe lái hoặc là hỗ trợ của sạc điện thoại. Mình nghĩ là mình muốn chia sẻ những điều đó với anh em. Rồi, xin cảm ơn.